Bông Hồng Lai, Lily Vũ chính thức đại diện Việt Nam tham dự Miss Supernational 2024. Tối ngày 20 tháng 5, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Supernational Việt Nam, đồng thời sở hữu quyền cử đại diện đến với Miss Supernational 2024. Hoa hậu siêu quốc gia 2024 chính thức công bố Lily Vũ là đại diện tiếp theo của Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Miss Supernational 2024, diễn ra tại Ba Lan từ ngày 17 tháng 6 đến 6 tháng 7. Trung thành với tiêu chí chọn lựa thí sinh ngay từ buổi công bố bản quyền cuộc thi tại Việt Nam, đại diện TNA Entertainment, diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chia sẻ, ngoài vẻ đẹp ngoại hình, chúng tôi tìm kiếm các cô gái có sự đam mê, tận tụy, nhiệt huyết dành cho các dự án xã hội. Đó không chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn, mà là một cam kết dài hạn để tạo ra sự thay đổi tích cực và bền vững. Với giới mộ điều sắc đẹp nói riêng và công chúng nói chung, cô gái mang hai dòng máu Pháp, Việt, Lily Vũ không phải là gương mặt xa lạ. Sau khi tham gia và đạt top 6 tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023, người đẹp nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo khán giả. Sở hữu số đo 3 vòng chuẩn chỉnh 83, 62, 93 cm, Bông Hồng Lai ngay lập tức được công chúng đón nhận không chỉ nhờ ngoại hình nóng bỏng mà còn là kỹ năng trình diễn cuốn hút trên sân khấu. Có thể nói, vẻ đẹp lai Pháp của Lily Vũ được dự đoán là yếu tố phù hợp với tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hiện tại, cô sở hữu bằng cử nhân truyền thông tại Mỹ và bằng tiếng Pháp về nghệ thuật truyền thông. Ngoài ra, được sinh ra và lớn lên trong môi trường có mẹ là người Việt, bố người Pháp, cũng như từng du lịch hơn 20 quốc gia trên thế giới, Lily Vũ sở hữu khả năng ngoại ngữ được đánh giá cao khi thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh và có thể giao tiếp được tiếng Tây Ban Nha. Đây được xem là yếu tố hàng đầu giúp cô nổi trội khi tham dự cùng đại diện các nước tại Ba Lan sắp tới. Ngoài lợi thế về ngoại hình, kỹ năng trình diễn và học vấn, Lily Vũ từng gây xôn xao với câu chuyện sức khỏe và hành trình đấu tranh với căn bệnh ung thư vú. Từ đó, câu chuyện của cô không chỉ chạm đến cảm xúc của người hâm mộ mà còn truyền cảm hứng đến những người phụ nữ đang chịu tổn thương về vấn đề sức khỏe nói riêng và phái đẹp nói chung. Vào những năm tôi bước qua ngưỡng tuổi 20, tôi được chẩn đoán mắc bệnh dạ dày mãn tính. Điều này khiến tôi không có một cuộc sống êm đềm và bình thường như bao bạn sinh viên vào thời điểm đó. Trở ngại này khiến tôi rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, tôi vượt qua được. Cho đến giữa năm 2023, tôi được chẩn đoán có khối u ở ngực. Nhưng bằng sự tin tưởng và yêu thương bản thân, tôi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u và quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp trong nước ngay trong quá trình hồi phục, Lily tâm sự. Sau nhiều biến cố và trải qua những cuộc thi sắc đẹp, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp. Sau những hình ảnh quyến rũ phóng khoáng của một người đẹp lai Tây, Lily Vũ vẫn âm thầm thực hiện các hoạt động từ thiện và dự án cộng đồng. Trong đó, From The Green Project, dự án nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em vùng xa, nhận được sự chú ý của công chúng. Chia sẻ về dự án này, cô bộc bạch, trong suốt quá trình làm việc, tôi nhận ra mỗi quốc gia đều có nền tảng và nguồn nhân lực tiềm năng của riêng mình. Song, không phải tất cả tài năng đều được nhận ra và công nhận. Giáo dục, đối với tôi, là chìa khóa để khai phá tiềm năng của các tài năng này. Đó là lý do tôi ở đây với dự án này để ủng hộ phát triển nền giáo dục tại những vùng nông thôn kém phát triển. Bằng cách nuôi dưỡng những tài năng này, chúng ta sẽ phát triển được nền kinh tế, xã hội một cách tích cực. Mọi tài năng đều cần được công nhận và giáo dục chính là chìa khóa. Đại diện TNA Entertainment, bà Trương Ngọc Ánh chia sẻ, qua quá trình cân nhắc, chọn lọc kỹ lưỡng, tôi quyết định chọn Lily Vũ là đại diện Việt Nam tham dự Miss Supernational 2024 tại Ba Lan sắp tới. Thực chất có nhiều người đẹp mong muốn tham dự, tuy nhiên, với tôi Lily là người hội đủ các yếu tố phù hợp để chinh chiến tại đấu trường này. Một hoa hậu siêu quốc gia không chỉ là cô gái sở hữu vẻ ngoài nổi trội mà còn mang trên mình sứ mệnh truyền tải những giá trị tốt đẹp và mang đến những nghĩa cử cao đẹp, có ích đến thực tiễn xã hội. Tôi thấy ở Lily Vũ hình ảnh của một cô gái tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng bản thân và tin tưởng vào sự nguyên bản trong mỗi con người. Bởi thế, chúng tôi quyết định chọn Lily Vũ là người đại diện Việt Nam tham dự Miss Supernational 2024, một cô nàng có khả năng truyền tải nguồn cảm hứng năng lượng tích cực đến mọi người.
Miss Supernational là cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra thường niên tại Ba Lan từ năm 2009 do Hiệp hội Sắc đẹp Thế giới World Beauty Asokitotin SA, VWA, có trụ sở ở Panama điều hành. Theo bảng xếp hạng của hai chuyên trang nhan sắc Sex Factor và Miss Sociology, Miss Supernational được xem là một trong những chiến trường nhan sắc lớn nhất toàn cầu, nằm trong Big 5 bên cạnh Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Out. Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia đấu trường nhan sắc này từ năm 2009 và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Daniela Nguyễn Thu Mây, Á hậu tháng 3 năm 2011, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á hậu tháng 2 năm 2022, Đặng Thanh Ngân, Á hậu tháng 4 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.